Chào anh em, cảm ơn anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình mới về được một thùng gỗ ổn định nha. Gỗ này mình nhập khẩu từ Ukraine. Mình sẽ khui thùng và giới thiệu chi tiết với anh em về loại gỗ này. Nó được tạo ra như thế nào, ứng dụng vào công việc gì và giá thành của nó. Gỗ này thì mình nhập khẩu chính ngạch nha anh em. Có biên lai thu thuế hải quan đàng hoàng ha. Mình ship bằng UPS. Thu hải quan ha. Số tiền thì mình không có tiện công bố. Gỗ này thì mình mua cũng khá là lâu rồi, nhưng mà do dịch không ship được nên mình cộng dồn lại nên đợt này về khá là nhiều. Đó, mình thấy chưa? Đây là một thanh gỗ nha anh em. Trước tiên mình sẽ giới thiệu với anh em về cái cách mà loại gỗ này nó được tạo ra. Thì bản thân nó là một loại gỗ tự nhiên, mà thường là người ta lựa những cái loại gỗ nu á, và những loại gỗ có vân đẹp. Ở bên Ukraine thường thì họ làm bằng gỗ gỗ bạch dương nè, gỗ phong nè. Điển hình là cái thanh này là gỗ phong ha. Gỗ này là gỗ bạch dương xoăn Kulibit á. Thì cái cách tạo ra gỗ này thì nó là một gỗ tự nhiên, và sau đó họ sẽ dùng họ hút ẩm á, hút hết độ ẩm trong gỗ, độ ẩm về 0% luôn á, để hạn chế cái tình trạng mà gỗ bị co ngót và nứt nha anh em. Rồi tiếp đó họ sẽ đổ vô cái bồn chân không, họ ép cái loại keo nhựa epoxy á, epoxy mà cái keo đó mà chiết xuất từ cây xương rồng chứ không phải là epoxy hóa học nha anh em, nên nó rất là an toàn. Sau khi mà trong môi trường chân không á, họ ép cái keo thời gian rất là dài, thường chắc từ 12 đến 48 tiếng á, có nhiều cái cục lớn thì có thể là lâu hơn, nó mới xuyên thấu từ cái vô tới bên trong cục gỗ luôn ha. Đã, mình sẽ bên trong luôn, cục gỗ nó vẫn như ở ngoài nè, ở ngoài này nó màu vậy, ở trong nó vẫn màu vậy nha, chứ không phải là nó chỉ áo một lớp bên ngoài, là nó xuyên thấu qua cục gỗ luôn. Đó, cái công đoạn này đòi hỏi thời gian rất là nhiều, cũng như cái công nghệ ép chân không á, ví dụ như mà ép cục gỗ mà ép vô được phân nửa mà phần nữa vô không tới là coi như cục gỗ hư nha, rất là khó. Sau khi ép xong á, họ sẽ tiến hành hóa rắn nó lại, hóa rắn cái keo lại, lúc ép vô là dung dịch lỏng trong cái môi trường nhiệt độ khoảng trong cái lò sấy của họ đó, để cho cái keo nó cứng lại, nó cứng nó lẫn vào trong gỗ luôn, là nó thành một cái thanh gỗ ổn định. Thì gỗ này nó có cái ưu điểm là nó rất là bị ít nứt nẻ nha anh em, hạn chế cong vênh nữa, không có bị mối mọt gì hết, ẩm mốc thì cũng không có làm nó được, nó làm nó ẩm mốc được thì do nó hóa nhựa rồi ha. Nên ứng dụng được rất là nhiều cho công việc. Thường thì mình nhập về cho những anh em làm cán dao nè, làm vỏ bút, rồi làm chuỗi á, hạt chuỗi á, rồi cái mấy cái máy hút thuốc á, cái máy pháp á. Cái đó thì anh em làm cũng khá là nhiều. Nói chung nó là một loại gỗ nhưng mà đã được xử lý nên nó bền, nó tốt hơn. Và đặc biệt là họ có thêm cái màu á, thì gỗ nó sẽ đẹp hơn. Ứng dụng rất là nhiều việc nên giá thì nó cũng khá là cao. Ví dụ một thanh như thế này, thanh này khoảng hơn 4 triệu nha anh em. Đây mấy thanh dài rất là ít có, tại vì cái cục loại gỗ này gỗ nu á,
Gỗ nu thì anh em cái kích thước lớn và dài nó rất là ít, nó không có nhiều, để lựa được một thanh để làm thì cũng rất là khó. Thì làm mà nó thành công được thì giá nó rất là cao ha. Rất là nhiều, mấy chục cục luôn á. Màu sắc thì có họ có thể tùy thích thôi, thích màu nào thì họ sẽ làm màu đó, nhưng mà cái cách phối màu của nó rất là độc đáo, và họ làm rất là hay. Em thấy không, này là gỗ bạch dương xoăn nè. Bạch dương xoăn thì đỡ phải lựa gỗ hơn, tại vì cái do cái khiếm khuyết di truyền á, thì cái cây bạch dương xoăn nào lớn lên là nó cũng có vân sẵn hết rồi, không cần phải nu. Thấy không, họ làm rất là đẹp, xẻ ra ở trong cũng vậy luôn ha. Cục này thì màu sặc sỡ luôn. Cái này là chưa lên màu đó nha anh em, cái này là để còn thô đó, lên màu rất là đẹp. Để mình xịt miếng dầu lên, nó sẽ lên màu đẹp cho anh em xem ha. Cực đẹp luôn. Nhu cục này đi. Màu này nó chưa có sáng lắm. Xịt miếng dầu ha. Sau khi mình làm hoàn thiện, mình hay phải đánh bóng rồi lên nữa. Nên thấy sự khác biệt giữa cái phần mà chưa bôi dầu với phần đã bôi dầu không? Sau khi hoàn thiện thì mình sẽ xử lý, nó sẽ lên màu sáng như vậy. Do đây là còn gỗ còn thô ha. Đó, anh em thấy không? Sau khi mà bôi lên, gỗ nó cực kỳ sáng, cực kỳ đẹp luôn. Mặt này nè ha. Đẹp ghê chưa? Cục lớn à, cục này, những cái cục mà lớn to như thế này nè khó làm lắm, làm mất thời gian cực kỳ luôn, ít gỗ và ép chân không rất là lâu. Mấy cục này ép ép lơ mơ nó vô không hết là coi như hư nha anh em. Đẹp ghê chưa? Cái cục này cái màu nó chưa có dầu thì nó sẽ thô vậy ha, bôi lên cái anh em thấy lộng lẫy liền đó, sự khác biệt rất là nhiều ha. Sau khi làm hoàn thiện thì sẽ như thế này, cái này gỗ thô. Giá tiền cho một cục gỗ kích thước khoảng 120 nhân 50 nhân 3 cm là khoảng 950 ngàn một cục nha anh em. Đó là, này là gỗ ổn định nha. Còn gỗ mà mấy cái loại gỗ ép nhựa thì nó sẽ rẻ hơn. Ép nhựa thì họ chỉ ép phía bên ngoài thôi. Anh em thấy sự khác biệt nha. Gỗ này đa số anh em mua làm cán dao rất là nhiều. Những cái cây dài dài hồi nãy thì dùng làm cán tanh tô rồi. Đẹp lộng lẫy luôn ha. Còn nhiều lắm. Mấy cục này gỗ đẹp. Cục cho mấy cục bạch dương xoăn lên cái màu. Ma mị. Ngon. Bình thường để gì đâu thấy đâu, nhờ gì mới thấy nè. Chưa? Gỗ gì không biết luôn, nhưng mà cái phần nó đẹp lắm. Màu tối. Vân rất là đẹp. Anh em thấy cục này không? Nhìn nó không có lên màu, nhưng mà cục này lên màu nó siêu phẩm luôn. Cái vân nó như như đá vậy đó.
Thấy chưa? Bình thường nhìn không thấy gì đâu. Ừ. Cho nó lên cái như đá luôn. Rất là đẹp nè, đó. Như núi lửa, dung nham nhiều lắm. Nói chung là mình sẽ chỉ giới thiệu cho anh em sơ sơ vậy thôi. À, mấy cục này thuộc dạng cực đẹp luôn nè. Gỗ này mình lựa rất là lâu. Quá đẹp luôn. Anh em nào có nhu cầu mua thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại dưới phần mô tả ha, hoặc là website An Gia Store của mình á. Mình chủ yếu bán gỗ này trên website thôi, tại vì ít đăng YouTube bán gỗ này lắm. Phê chưa, dải ngân hà cục này nè, họ phối màu. Có màu nhiều lúc mình thấy hay quá đẹp luôn. Thôi, còn nhiều lắm, mình giới thiệu với anh em vậy là được rồi ha. Rồi, cảm ơn anh em đã theo dõi video mình ha, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình. Bye bye và hẹn gặp lại anh em trong những video sau. Quá quá đã.